rằm tháng 2 âm lịch, một chiều lồng lộng gió biển, tại làng Chorumchek thuộc phường 2, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, sư sãi và Phật tử Khmer cử hành những nghi lễ tưởng nhớ công ơn tổ tiên, tạ ơn biển, cầu siêu cho những người đi biển không trở về và cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với dân làng. Lễ tục này có tuổi đời gần bằng ngôi làng, sắp xỉ 200 năm. Người ta gọi đó là lễ phước biển. Người Nam Bộ thường nói, làm ơn, làm phước như một lời khuyên nhau, như một định hướng cho những hành vi giao tiếp trong xã hội. Người có phước đức ông bà để lại là người càng phải làm ơn, làm phước nhiều hơn. Phật giáo luôn đề cao chữ phước, và Phật giáo Nam Tông của người Khmer Nam Bộ có nhiều lễ tục làm phước để mang ơn cha mẹ, để đưa con vô chùa tu, dâng cúng cho chùa để mong sao ai cũng có phước. Với biển, người Khmer lại gửi phước cầu phước như nhiều tục khác trong năm. Phước biển thoạt đầu chỉ là chuyện cúng bái để tai qua nạn khỏi khi đi biển. Khi mà người dân đi đẩy xịp biển Yên Châu ngày xưa, người ta kể là thường hay gặp cái con nhện biển. Nhện biển thì Khmer gọi là tích A, có người ta còn gọi là pin pen sầm mật. Mà con này là khi mà con người ta đi biển mà đụng vào nước rồi bị chất độc của biển, loài độc biển này, khi nó bị nhiễm vào mình thì nó sẽ nhiễm cái chất độc nhiễm trùng, rồi cũng không ít người chết vì cái con này. Chính vì vậy họ lấy cái rùm chết này làm cái biểu tượng để làm cái lễ, tức là ý nghĩa trừ độc. Nghề này á, nó cũng gặp may rủi rất là nhiều, gặp nguy hiểm, cho nên á, dùng bòi đó, cái trôi đó mà, cái rùm chết ấy, thì người ta mới thấy cái cây đó nó có cái gai nhọn, và cái trái đó thì người ta tin rằng là nó cái biểu tượng đó để rồi trừ ma. Cho nên người Khmer tín ngưỡng, người Khmer thường thường ở nhà người ta lấy cái cây nào mà có gai người ta cột ở ngay cửa nhà đấy để trừ ma đấy. Vì vậy mà từ đó mà có gọi là từ trôi rùm chết. Rùm chết là cái dứa gai, trôi rùm chết. Cái ý nghĩa của nó là thật chất ấy, là cầu an. Người Khmer sống ở vùng rừng núi hay là sông biển hay bất cứ ở đâu, họ thường là có một cái tín ngưỡng làm lễ cầu an cho cộng đồng dân cư của mình, để cầu làm sao được mùa màng thuận buồm xuôi gió, rồi mùa màng tươi tốt. Từ việc cúng bái trừ độc do sứ biển gây ra, dần dà phước biển trở thành một lễ hội tín ngưỡng dân gian, để con người không chỉ cầu mong xa lánh cái họa, mà lớn hơn là tạ ơn biển đã đem nhiều điều phước cho con người. Biển với người Khmer Nam Bộ không phải là đại dương xa xôi, nghìn trùng sóng dỗ, chịu bão tố. Biển của họ là trong tầm nhìn, trong tầm tay và trong tầm chân bước. Người Khmer họ không phải làm chuyên nghiệp về vấn đề đánh bắt cá, tàu biển chuyên nghiệp như người Việt. Họ chỉ làm nghề cái đẩy xịp ở cái biển Vĩnh Châu thôi, ven biển thôi. Phù sa cuối nguồn chính nhánh sông Cửu Long, phần tuôn ra khơi, phần ở lại bồi thạch bãi biển. Chúng kết lắng tự nhiên, góp phần tạo nên diện mạo của miền duyên hải thuộc bờ phía đông của đồng bằng sông Cửu Long. Sinh sống rải rác trên suốt chiều dài khoảng 300 cây số bờ biển, từ Trà Vinh xuống Sóc Trăng,
Bạc Liêu. Đồng bào Khmer đa phần là người nghèo. Họ kiếm sống trên nền đất phù sa kết thành bùn ấy. Họ hành nghề biển chủ yếu bằng đôi chân hoặc trên một tấm ván lướt gọi là cây mông. Họ không ra khơi xa, nhưng công việc kiếm sống đơn giản của họ vẫn được gọi là nghề biển. Sáng cỡ 7 giờ, 6 giờ mấy, 7 giờ mình đi. Mình đi đạp từ mé bãi mà ra tới ngoài khơi là cũng cỡ hai mấy ba chục cây á. Đi về khoảng 50 cây đi về. Đi về. Đó, nước bắt đầu gồng đi là nước lớn từ từ vô là mình đạp vô. Mình đi từ từ vậy đó. Câu tục ngữ tài lắm chân bùn là nói về nghề nông. Nhưng hơn những gì tục ngữ miêu tả, chúng ta thấy được ở những người sống trên thảm phù sa này. Bùn giận lấy cuộc đời họ, nhưng bùn lại là món quà của biển. Vì từ trong bùn, họ tìm thấy những thứ có thể bán lấy tiền. Hiểu bùn theo cách ấy nên người dân xem bùn là bạn, luôn tìm cách giữ bùn ở lại với mình. Muốn không để sóng biển cuốn bùn trôi đi thì phải phát triển và gìn giữ cây bần, cây mắm. Cái lẽ tự nhiên ấy giờ là tất yếu cả đối với những người dân nghèo. Chưa có rừng thì nước biển sẽ dâng lên. Thì thí dụ rầm là 30 cái nọ là nước biển thường thường là lên tới đẩy là sát luôn, không có bao giờ mà ở dưới xa. Còn bây giờ có rừng rồi thì nước biển nó sẽ cách đó bùi lại rất là xa, khoảng từ 1 cây số trở lên. Biển trước mắt là cầu phước cho rừng bần phòng hộ ven biển. Sau cơn bão số 5 hồi năm 1997, người dân nhận thấy chỗ nào có cây bần sinh sống thì chỗ đó ít bị thiệt hại do triều cường. Từ đó người ta trồng bần, dưỡng bần, xem bần như cây trong vườn nhà mình. Hồi nhà nước chưa trồng bần là bãi này bãi cát không à, bây giờ nhà nước trồng bần có cua, có cá, dăng đi dăng lưới, dăng câu, thục lịch rồi, thục lịch, nhờ thục bãi, bãi nó bồi á, thòi lòi, có bóng sao rồi đó, đỡ lắm, soi cua con đồ, soi bằng đêm soi cua con. Kết quả trồng bần phòng hộ ven biển từ Trà Vinh qua Sóc Trăng như một điều phước mà chính phủ đã đem đến cho người dân, nhất là người nghèo. Giờ đây rừng cây và bãi bùn mà người dân có được còn có ý nghĩa như phước đức ông bà để lại, nên họ quý trọng cây rừng. Mình đâu có lò ra đò bọng gì đâu, mình ở đây toàn là dân lao động không à. Kiếm nhánh củi, nhánh nào khô với mấy cái nhánh mình chặt dài dài nhánh. Ở dưới mình đem đi về nhà mình trụm, chứ không có phá cây lớn đâu. Phá cây lớn nhà nước phạt chứ đó. À, mình hiểu cái cây lớn nó có lợi cho mình. Cây lớn để lợi để chống lũ này kia nọ. Lỡ chống lỡ chống sạt đâu cũng đỡ lắm. Đi bắt cá có tiền, rồi bắt cua có tiền, ốc len có tiền, rồi cắt đủ thứ trong cái rừng này. Cho nên là bà con cũng mừng, vui mừng là hàng ngày cũng phải kiếm được tiền trong cái rừng này. Khi các loại hải sản ngoài biển khơi bị đánh bắt theo cách tận diệt với những thiết bị hiện đại,
thì việc kiếm sống bằng những công cụ thô sơ, thủ công, mang tính truyền thống lại cho ta những giá trị bền vững. Ông Danh Xuân, trên 57 tuổi, 50 năm đi Mông, sống ở làng Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Ba đứa con trai theo ông ra bãi từ lúc lên năm. Chúng ngồi trên mông cho ông đẩy mà vui đùa với đất bùn và với mấy chú cua con. Khi cấp sách đến trường là lúc chúng có thể tự đi mông. Vậy là chúng có thể lướt mông để kiếm tiền đi học. Ông cho rằng biển là phước đức lớn cho ông và gia đình, để cha con ông có công ăn chuyện làm quanh năm. Con nước và ngọn gió cuốn ông ra biển. Nước rồng ít gió thì ông ra bãi biển Hồ Bể. Gió trở ngọn thổi sòng thì ông ra bãi phía sau nhà. Lịch trình ra biển của ông xoay theo con nước. Ngồi ở nhà, nhưng khi nước biển rồng, ông có cảm giác là lòng bàn chân mình ngứa nên phải kéo mông đi. Chưa đầy trăm bước chân là ông ra tới biển. Nửa thế kỷ đi bộ trên bãi bồi, bàn chân ông như chạm hết bùn cát nơi đây. Ngư trường của ông là bãi bùn, mỗi ngày ít nhất một lần nước ngập và một lần nước rồng để bùn phơi nắng. Những thứ ông bắt phần nhiều là loài có đời sống lưỡng cư như cá thòi lòi, cá bóng sao, con cua, con sò. Có bùn, có cây bần là chúng nó về. Đó như thể phước đức của trời dành cho những người nông dân nghèo như ông, những người luôn sống có phước. Như một tất yếu sẽ phải có một ngày vui. Ngày 11 tháng 10 năm 2013, những cơn sóng biển hiền hòa đã đưa con cá voi nặng 10 tấn về lụy ở nơi mà hàng năm người ta làm lễ hội phước biển. Có những năm thì lại trôi dạt cái con cá voi. Con cá voi người Khmer họ tin rằng đó là người cứu giúp cái cuộc sống cho họ, cứu mang cái những nguy hiểm khi mà ra biển làm ăn. Cho nên có những cái năm họ thấy mà con cá voi mà trôi dạt lên bờ đó, họ tổ chức họ xây làm cái chỗ để họ cúng. Năm nào họ cũng làm cúng và họ cũng thấy rằng biển cũng mang lại lợi ích cho họ. Thì đây là một loại hình tín ngưỡng dân gian của người Khmer. Và sau này nó ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Tục thờ cá voi của người Việt giờ được truyền một cách tự nhiên thành tập tục của người Khmer. Vì có lẽ biển không của riêng ai. Người Khmer không đi biển xa, không từng được các ông cứu giúp khi sóng to, gió lớn. Nhưng đã là phước biển thì quả phước cùng hưởng chung. Từ năm 2013 đến nay, Phật tử đến chùa Cà Săng cúng phước biển đều ghé chùa Sala Puthi Seray Sako ở thị xã Vĩnh Châu để nhan khói cho vị thần của biển cả. Người ta vui cho con nít, người ta khỏe cho mình, người ta đi chơi nho gì đó. Đi chơi ba ngày ba đêm luôn á. Ba đêm bằng ngày vẫn đi để nhóc gì đó. Dân làng Choroi Rumchet tin rằng lễ hội phước biển này do Tà Hu lập ra. Dài ba đời trước, Tà Hu lựa ngày rằm tháng 2 âm lịch, tức rằm tháng 11 của người Khmer, để lập đàn làm phước. Vì đây là lúc trời yên, biển lặng, người dân đi biển về đầy ắp cá tôm. Buổi làm phước này được bổn sóc hưởng ứng và sau vài mùa đã trở thành lễ cúng phước biển như ngày nay.
Như khi ra bãi để kiếm sống, giờ người dân cũng đi bộ ra đây để cúng bái. Họ hân hoan đi trên bãi đất do bùn lắng dần, mỗi năm một ít. Nước biển rút đi, phước đức để lại cho dân làng. Thẩm Phù Sa ngày một ra chiều vô tận. Một năm á, thì bồi khoảng 60 mét trong một năm. Thì do vậy thì cái rừng phòng hộ nó sẽ phát triển tốt rồi. Thì quyền lợi của dân và cái rừng nó sẽ bồi lên được đất cao. Thì sau này có thể tránh được cái tình trạng lũ lụt và cái chiều cường. Có thể những bàn tay cắm nhang lên mặt đất này đã và đang trồng từng cây bần để giữ Phù Sa lại. Có thể những giọt nước chảy trên tay họ xuống mặt bùn khô như là giọt mồ hôi mà họ đã, đang và sẽ phải tiếp tục trộn với đất bùn cho cuộc mưu sinh. Giờ đây, cả một bãi bồi mênh mông hay một nắm đất đều có ý nghĩa như nhau. Thì thường thường ta lại đây người ta cúng, là bắt đầu người ta lấy một số đất, đất biển hoặc là đất cát đem về đó. Rồi trong cái thời gian người ta muốn nuôi trồng cái gì thủy sản gì đó, người ta rải trên bờ hoặc là dục xuống nước. Mình đem về rồi mình dục trong vuông mình đó, dục chút chút rồi mình cầu xin vậy đó. Cầu xin cho nó đất ao mình cho mát là mình mừng ăn khá giả vậy đó. Năm nào tôi cũng lợi, nhưng mà cũng đều cúng. Nhưng mà chỉ có năm nay thôi là bên gia đình xuống nhau lại cúng cho nó linh đình hơn. Là vì lý do mấy năm trước đã làm được nhờ cái sự hỗ trợ của Phù Sa, của đất biển. Là đi từ chị Hai cho đến là Út luôn, thì gồm tổng cộng là 16 á. Để năm sau nếu làm ăn phát đạt thì càng lớn hơn nữa. Hầu hết các lễ hội lớn của người Khmer đều xuất phát từ kinh Phật, dành chung cho mọi đồng bào khắp Nam Bộ. Thế nhưng lễ hội Phước Biển lại có xuất gốc từ đời thường, từ trong lao động kiếm sống. Thấm nhuần tinh thần nhân ái của Phật giáo, người ta dung đắp ý nghĩa thành một lễ hội lớn. Không chỉ ở thị xã Vĩnh Châu, mà cả tỉnh Sóc Trăng và những tỉnh phụ cận. Người Việt và người qua trong vùng xem Phước Biển như là lễ kỳ yên hay nghinh ông của mình. Phước Biển chỉ hai từ thôi, rất ngắn gọn, nhưng cho ta một cảm xúc mênh mông như biển cả. Nghĩ về biển từ một nơi mà không có sóng biển, chỉ có Phù Sa biển sánh lại thành bùn. Nghĩ về biển khi đứng trên thảm bùn khô mà biển trải sẵn cho người. Nghĩ về biển, dẫu là thành quả nào thì cũng do phước mà ra. Phải làm điều phước nên người dân đã quý từng giọt bùn trên tay, từng cây con hớn hở sống trên thảm Phù Sa. Môi trường sống của họ, tinh thần sống của họ, dẫu hiện hữu như khi bay nhảy lả lướt trên bùn hay vô hình khi tỏa khói nhang, tất cả đều nặng lòng với Phước Biển.